Cảm ơn chị Mai á. Rồi. Rồi rồi. Đây, cho ông Thắng à. Rồi rồi. Cảm ơn chị Mai Ngọc nhé. Rồi rồi. Đây là đang san mặt bằng đi qua đi. Lên đến chỗ làm đường đi. Xin chào tất cả các bạn nhé. Đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hiện giờ thì Đán Dầu đã làm đường. Đó, đường đây các bạn này. Đấy, họ đã đổ được một đoạn, bắt đầu đổ đây rồi. Thì các bạn biết rằng là trong cái quá trình mà làm đường Đán Dầu này ấy, thì là cái đoạn mà tiền của đợt 4 ấy, thì Thắng sẽ chuyển lại cho cái đơn vị đầu tư là 50 triệu của Mạnh Thường Quân. Đây, đây chính là Thắng đứng ở đây sẽ nói qua cho các bạn biết rằng là cái số tiền đó thì hôm nào bắt đầu làm xong thì mình sẽ trả vào cho cái đơn vị đầu tư đó cùng với cả xã. Đấy là phối hợp nhờ các bên đó để giúp làm đường cái này thì dân Đán Dầu nó sẽ được đẹp hơn. Còn nếu dân mà trộn tự nhiên trộn nó ấy thì nó sẽ khó và nó sẽ không được đều. Đây là họ trộn bằng máy và họ làm rất là kỹ thuật. Và đường thì rộng 3 mét. Đấy các bạn nhìn thấy rồi. Đây là họ đã bắt đầu đổ được một đoạn rồi. Nhà anh Hồng ở trên kia. Đấy các bạn hình dung ra là họ sẽ đổ cho Đán Dầu khoảng một cây 8. Đấy thì là và hỗ trợ thêm của các nhà hảo tâm là 50 triệu đổ thêm. Đấy thì họ có qua trao đổi thì cũng thông báo qua một chút rằng là anh Nhu anh có nói rằng là ở đây đường 3 mét này thì nó có giá trị rất là lớn mà cao thì 50 triệu nó cũng không được đoạn dài lắm. Đấy nên là nhưng mà đường nó sẽ chất lượng và nó sẽ đảm bảo cho bà con đi được lâu dài. Đây là đơn vị đầu tư họ đang làm rồi. Thế bây giờ trời nó đã tối rồi nên là họ nghỉ rồi. Và họ lót có cả giấy bóng, giấy biếc như thế này rất là đảm bảo. Đấy. Và họ đang san mặt đường, máy trộn ở dưới kia rất là lớn. Đấy nên là rất là vui cho Đán Dầu. Còn hôm nào đường nó sẽ xong, Thắng sẽ test thử và sẽ trao lại cái số tiền đó nhờ xã là đứng ra là gọi được cái đơn vị này về và trao lại cái số tiền đó nhé, là 50 triệu. Đó. Bây giờ thì bên này đi Ước này. Bây giờ thì anh em mình sẽ lên. Hôm nay có rất nhiều việc buổi tối rồi, nhưng mà rất nhiều việc. Thực ra không phải là buổi tối mà là mọi cũng thời gian cũng như mọi khi thôi. Nhưng hiện giờ các bạn biết là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Tại vì cũng cái cùng cái giờ đó thôi, nhưng mà thời tiết nó nhìn nó rất là tối. Đó, cũng hết giờ làm việc của Thắng thôi, nhưng đi vào đến đây. Nhưng còn mùa hè kia thì nó còn sáng. Hôm nay nhiệm vụ của Thắng là vào đây là trưởng thôn đã nói rằng là cái khu vực của nhà vệ sinh ấy của chị Mai Ngọc hỗ trợ ấy là 20 hộ ấy, thì hôm nay đã có 9 hộ hoàn thành rồi. Thì tí nữa vào thì Thắng sẽ trao cái số tiền cho 9 hộ đó trước ở trên nhà văn hóa thôn và trao cái số tiền của 9 hộ đó là mỗi hộ 400k của chị Mai Ngọc nhá. Đấy. Chị Mai Ngọc chị hỗ trợ cái làm nhà vệ sinh cái dự án này rất là lâu rồi, cùng phối hợp cùng với xã hỗ trợ là 1,2 triệu, còn chị Mai Ngọc hỗ trợ là 400k cho một hộ đó. Còn và đi vào nhà bà cụ cho bà cụ gạo, xin lỗi là mì tôm và gà và bánh kẹo cho em dở và sữa. Còn nhà ông ngài thì sẽ nhận trứng và gà đấy, trứng và gà nhé, cho ông ngài nữa đấy. Có nghĩa là hai nhà, thế là Thắng phải đi rất nhiều việc đấy. Đường ấy các bạn nhìn thấy chưa, đó đẹp lắm. Đường lên Đán Dầu tới này các bạn biết rồi, nhìn vun vút đi luôn. Xì phải chặn cái này lại, không họ đi vào cái này, có người đi vào phết đi vào cái này. Họ đổ rất là dày đấy, mà đẹp đấy. Sướng. Đẹp nhờ. Này mà lên được vút hết lên đến nhà văn hóa kia thì nó sướng biết bao. Nhưng mà thôi, như này nó cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Kinh phí nhà nước cũng có giới hạn, và các mạnh thường quân của Thắng thì cũng
mới chỉ được vậy thôi. Đấy, thế là tất cả những cái số tiền lại đã là không đủ 50 triệu đâu, nhưng mà vợ chồng Thắng cũng phải bỏ ra thêm một chút để cho nó đủ tròn 50 triệu để chuyển lại nhá. Thôi không nói lằng nhằng nữa, bây giờ phải đi thôi, không muộn mất. Các bạn biết là đường đẹp rồi, hôm nào test thử và sẽ giả trao số tiền 50 triệu của các nhà hảo tâm lại nhé. Đấy, nhà văn hóa thôn Đán Dầu. Điện chưa lên à? À mới có một bóng lên. Bóng này như hôm nọ là bóng này không biết cài kiểu gì, lên trước khoảng 10 phút đúng không? Đâu rồi? 9 hộ ấy đâu? Ờ đấy, nó phải sạch sẽ như này chứ, đúng không anh Tính? Ờ à, đấy, xong đám cưới cái là quét dọn sạch sẽ, gọn gàng. Ghế đá thì xếp lên bên kia 4, bên này 4. Ừ. Anh Hồng mang cái phông bên đây chưa? Cái market ấy. Ờ. Đây còn đống gì ở đây nữa này? Ờ. Chú, khỏe không? Bình thường. Ờ. Bình thường thôi hả? Bình lần sau hỏi phát là chú phải bảo khỏe luôn thì cháu mới thích. Chứ còn bình thường thì anh khỏe không? Có mà. Bình thường thì đâu nhỉ? 9 hộ, 9 hộ bọn tại ấy đâu? 9 hộ đâu? Hả? Đây có mấy hộ đây? Đây có 4 hộ. Có trong đó có hộ anh Tính chưa? Hả? Hộ anh Tính này mới ai? Những ai? Chú này mới Lừ này, mới cả nhà em này, nhà anh Hồng này, nhà ai? Nhà Hồng Tỏa thì nó vào chưa về, nó đi vùng cao chưa về đến. Thế bây giờ là mới có 3 ngày hộ à? Đây đây đây. Thế ước cầm hộ anh cái tiền về đây, tiền đâu rồi? Đấy, tiền này là thông báo qua đây cho các bác biết rằng là tiền của chị Mai Ngọc nhé, sẽ chuyển lại cái số tiền trước mắt là cho 9 hộ đã đạt được cái vấn đề về nhà vệ sinh. Đấy, đó là không có, hôm nay thì có vắng mấy hộ họ vẫn chưa đi làm về đến giờ này. Thế thì sau tí nữa thì Thắng sẽ gửi lại tiền cho 9 mấy hộ kia sau. Còn đây là trước mắt là cứ trao cho 3 hộ, 4 hộ ở trước nhé. Về vấn đề nhà vệ sinh đảm bảo ấy, về vệ sinh môi trường để cho nó sức khỏe con người rồi là nó sạch sẽ, đạt cái tiêu chí đó. Đây là 400.000 này cho hộ anh Tính này đó nhé, là của chị Mai Ngọc đấy, là chị hỗ trợ cùng trong cái chương trình vì môi trường sạch đảm bảo cho Đán Dầu, nó là cái nguồn đầu nước đầu nguồn cho nó sạch sẽ, không phóng uế cái da bẩn rồi là xả xuống dưới kia, là người dân dưới kia lại phải chịu đó. Nhà hộ bác gì nhỉ? Gì à? Ờ, 400.000 nhá. Ờ, hộ nhà anh Lừ phải không? Vâng. Đây là 400.000 nhá. Đây là hộ nhà em Xì. Đây, Xì. Và để ở đây hết cả chụp ảnh. À, để đây chụp ảnh á. Chụp ảnh như thế sao đẹp quá. Ôi, biết là không có yêu người đấy. À, có thể đến đây nào cũng chụp ảnh. Đấy, chụp ảnh kia cho anh nhà cái Tính này. Còn nhà nào đây là Thắng sẽ gửi lại cho Xì nhá. Có 9 hộ thôi, đạt thôi. Theo tiêu chuẩn đấy, xã bảo là mới được có 9 hộ chuẩn thôi. Đấy, còn đâu kiểm tra những hộ kia là chưa có mái phải lập nhá. Những cái nhà mà chưa có mái kia là phải lập đi xây. Tất nhiên là xây lên rồi phải lập cột. Nhà Thắng tí nữa khác. Nhà nào cũng có nhà đi đi bỏ nó như vậy đây anh cắt cho không? Có nhà anh này chú này bảo không? Nhà Thắng gì không? Nhà chú củi có không? Có không? Có danh sách không?
danh sách có mà. À thế đây chúng lại cầm về được gì? Có cần được mà. À, cầm được mà đi đâu đi ăn uống ở chỗ đấy. Ờ thế là trưởng thôn đảm bảo nhá. Ừ. Đây nhá. Rồi. Rồi. Ok ok. Thế là còn đây là bọn mình hết đây của đó. Thế là phát được mấy hộ nhỉ? À phát được 4 hộ, 5 hộ, 6 hộ rồi. 6 hộ rồi. Hộ anh Hồng rồi, hôm nay nữa rồi. Còn 3 hộ nữa rồi, đúng không? Thế anh về luôn nhá. Ờ về luôn nhá. Anh ở đây là cái gì đâu? Đây này, xi này. Đi sang chơi. Ờ vâng. Mà còn 2 hộ nữa này. Đấy là anh phát cho đủ hết 9 hộ thôi nhá. Của chị Mai Ngọc nhá. Đủ chưa? Đến thì 800.000. Đấy, em phải có trách nhiệm lại trao lại cho 2 hộ kia cho anh. Là hộ hộ gì? Là hộ nào nữa? Ông Hồng Tỏa. Ở còn hộ ông bây giờ thì ông nào? Ông Tảnh. Tảnh à, hộ Hồng Tỏa và hộ em Tảnh. Đó, nên là công việc bây giờ đã xong, bây giờ anh em mình phải đi sang bên nhà bà cụ ăn xong rồi quay về nhà ông Ngài. Đấy, bây giờ cho bà cụ đồ ăn đã. Đấy, xong là quay về nhà ông Ngài. Thôi, mù chê đi. Vâng. Em hôm nay thì không thể làm ăn cơm uống gì nữa rồi. Hôm nay thì nghỉ để không đảm bảo sức khỏe, mấy hôm nữa còn vào Khánh Thành nhà văn hóa thôn Đán Dầu. À Hầu lâu lắm rồi, sao hôm nay nó cởi trần này hả? Chị biết đã hả? Có cho à? Sao hôm nay nhìn nó béo thế nhở? Thằng này cởi trần nó béo thật. Béo ấy. Điện sáng rồi. Đấy. Anh xì khóa cửa. Quên. Còn một bóng ở đây nhá, quên nhớ nhá, để mai kia ra lấy còn lắp vào. Bóng của đây này, của anh chị ấy cho đây mới một bóng ở dưới đoạn nhà tháo kia nữa. Ước nhá. Vâng. Nhớ nhá các anh. Đó, các bạn biết rằng là chỉ còn ngày mai ngày kia nữa thôi. Thắng lên mổ lợn trên Đán Dầu là thứ bảy, chủ nhật thì sẽ tiến hành làm một cái lễ rất là lớn, khoảng hơn chục mâm cơm ở đây. Đó, và các anh ở huyện, các anh ở xã và bà con nhân dân Đán Dầu sẽ chung vui. Nếu các bác nào ở gần thì cũng lên xem và chơi cùng cũng được. Đó, chung vui cùng cái ngày hội của Đán Dầu. Là có được cái nhà văn hóa cộng đồng và có được một cái sân đấy, và gọi là cứ tạm gọi là công viên của Đán Dầu đấy, để Đán Dầu được ngày như hôm nay thì cũng cảm ơn các nhà hảo tâm rất nhiều đấy, cảm ơn các cô các chú đấy, cảm ơn những người đã đặt nền móng đầu tiên đến Đán Dầu đấy. Thôi, bây giờ đi sang nhà bà cụ á. Ông Ngài chắc là đi làm chưa về đâu á. Chưa được biết đâu. Thế ước đây chờ nhá. Anh mới cả xì sang rồi. Lại ngồi đây chờ. Bây giờ điện sáng này rồi, không sợ ma đâu. Treo đồ sang đi. Gà, một con gà mới gà một thùng mì. Còn trứng của ông Ngài đâu? Trứng trong cốp nhỉ? Ở thế. Đây ông xì ơi, lấy gà đây ra. Gà mới mì. Mì treo, em treo mì lên. Giờ nó chuyển sang thời tiết mùa đông rồi nên là nó rất là tối nhanh. Đấy. Đây là lấy mì mới cả lấy gà sang. Mới cả sữa mới cả ấy. Gạo ông nọ lấy sang rồi gì? Lấy sang rồi. Đấy, bây giờ là anh em mình sang nhà bà cụ không nhá. Đấy, đường vào nhà bà cụ ạ. Lâu lắm rồi không còn cái cảm giác đi đêm đi giấc như này. Hôm nay trời nó chuyển hẳn sang dạng như ở thời tiết mùa đông rồi. Nó rét lắm rồi. Đấy. Đi vào trong này mà cái thằng Hầu kia là nó không mặc quần áo gì cả. Nó cứ cởi trần thế thôi. Khỏe thế. Mà hôm nay nhìn nó rất là béo nhá. Hay là bụng nó bị run không biết. Nhưng mà tay chân nó to mà nhỉ, nó béo mà nhỉ. Ăn ớt ác nên nó không bị run đâu. À, ăn ớt ác là nó không bị run á. Ừ.
nay vào nhà bà cụ là cũng như mọi khi thôi, nhưng mà thời tiết nó tối nhanh quá. Có cái ông Tuấn nó bị con sâu gì ăn chân, anh chưa biết nhỉ? À, dỗ dỗ là cái gì? Ừ. Tổ đỉa. À. Ừ. Phải không? Cũng chả biết được. Chân nó cứ dỗ dỗ ra gì? Nó cứ gọi là như kiểu nó có lỗ lỗ vào gì? Không phải có lỗ lỗ mà nó khoan từng vòng như kiểu há lao mà nó sâu. Ở bàn chân á? À? Ở chân. Đúng rồi. Bắp chân. Bắp chân á? Ờ. Ghê thế quả. Đi ra viện chưa? Đi ra về. Sao dừng lại này tối thế? Cho hình ảnh xem. Hả? Cho hình ảnh xem này. Đâu? À, cho hình ảnh xem á. Xem nó bị á. Tự nhiên sao lại nói cái bệnh ghê thế? Đâu? Vừa mới chụp à? Chụp hôm nọ rồi. Đâu? Thấy gì đâu? Thế đi ra viện chưa? Nó đi ra viện rồi, nó lại quay về không chịu được. Đau quá không chịu được á? Ở viện không, thế bây giờ như nào? Bây giờ là... Cái ông mà hôm cũng giúp nền nhà đấy á? Không, cái ông ở đấy. Đâu? Thôi xóa đi rồi. Thôi, muộn rồi, tối rồi, sợ mà bỏ bố rồi. Này. Đi đâu đi? Hả? Chưa đang trong ảnh máy nhưng mà đi đâu đi hả nhỉ? Đi đâu? Hay là vợ xóa, vợ xóa đi. Chắc vợ nhìn thấy ghê quá, xóa đi rồi. Đến nhà bà cụ. Ui rồi. Đóng cửa đi ngủ rồi sao ấy? Đi đâu hả? À, ui đã ăn cơm. Xì ơi. Ui dồi ôi. Cơm đây. Không có gì ăn. Mỗi đây là canh đỗ này. Canh đậu đỗ với mì tôm. Rồi. Ôi chân bị sao kia? Này thủy đậu rồi. Là một tha đậu đỗ. Bánh kẹo bỏ đây. Gà cái thứ. Là một tha phượt tay. Ờ. Sao lại nhiều thế? Cái này là bị thủy đậu vậy. Bôi xanh xanh vào này. Mai đưa xuống viện thôi. Xì ạ. Muốn cho ăn đã. Thủy đậu đây, bị thủy đậu rồi. Cái cún này bị thủy đậu ấy. Không tắm rửa được cho nó là lầy đó. À, nó bị thủy đậu. Đây thủy đậu. Bôi thuốc xanh xanh này vào. Cái này thủy đậu bảo mai nó nổi hạt nước này là đúng rồi. Đưa nó sao lưỡi đây hả? Bây giờ sao lưỡi đây hả? Sáng mai xì phải đưa xuống viện nhá. Bảo bà đi, nói đi. Cho một ít xanh hồ. Cho một ít xanh hồ. Ồ, có rồi. Tổng trọng bộ bái lấy tiền. Mấy phát đã cho thấy kiện một tả đúng là ai. Ai kiện một cho nó. Sao? Bà bảo sao? Bà, cả làng ai bị á? Cả làng này á? Làng đâu ai ở Đán Dầu này? Ở Đán Dầu mình có nó bị à thế à? Không, nhưng mà nó bị như này bị nặng quá. Như này nó không tắm rửa mà nó lì ấy. Này phải tắm rửa sạch sẽ. Mòn luôn này, giờ luôn nó ha. Như này thì bảo mai nhá, xì nhá. Như này em phải đưa xuống viện, bị nặng quá. Nhiều nốt như này cũng nguy hiểm á. Hút mò hút lên thôi à? Ồ. Được à? Hút tay chỉ mò. Chỉ mò. À người không bị sao, chỉ mỗi chân tay thôi phải không? Giống. Đúng rồi. Mò.
Thôi đưa xuống viện, xuống trạm xá nhá. Mai đưa xuống trạm xá. Xì nhá. Hôm mai em phải nghỉ đúng phải đưa đi đấy. Cái này là phải đưa đi. Đưa xuống đấy xong gọi cho anh Nhu nhá. Xong anh Nhu anh dẫn sang. Bảo bà đi, bảo bà. Bảo nói bà là sáng mai để đưa xuống viện, bác sĩ chữa. Ừ. Em nói đi. Xì, em nói lại bà đi. Cần đồ, cần đồ có muốn thua hú thì cho muốn đẩy xây hồ. Nơ, có bộ nô. Nó. Muốn thua. Với nhà chảy hú hú đi. Có cho chết rồi nà. Rồi rồi, lấy sữa cho cái cún này nó uống. Em bỏ con gà treo lên kia đi, đừng để cái đồ sống ở đấy. Tí nữa phải bảo bà chặt xong bà rang đi. Xong là không nó để đấy như thế là mai là nó hỏng đi đấy. Lại còn ông ngài nữa, lại phải sang ông ngài, không ở lại thì rang được gà cho. Hầu. Mình cũng đói bụng sủi ông Ngọc lên rồi. Cất đồ đi, xong để đi sang ông ngài. Đồ đấy đưa cho bà đấy được. Đồ đấy đưa cho bà. Ông mì cất gọn vào. Nè, nhớ con nó nữa. Cất mì vào kia đi. Xong bảo bà chặt gà, không thì không phải xì phải chặt gà không? Thế em chặt gà lên cho đặt lên bếp kia đảo lên. Qua tí đi, chờ tí vậy. Bà chị ạ. Tay bẩn, tay bế con bẩn dính thuốc. Hầu á, bảo bà hầu á. Cơm không này mà nó ăn khỏe lắm, dở ấy. Mỗi cơm trắng này, mấy cả đỗ này. Hậu tả hả? Ủa hậu à? Lâu thì hỏi không biết là đang làm đi đâu đây. Biết đi lấy củi ấy. Thấy Thắng thổi lửa dở đi ra ngoài tưởng làm gì.
Được rồi đấy, chảo chảo thấy được rồi đấy, cho thịt vào xì ạ. Được chưa? Có mới nhiều, không có mới. Bây giờ em cho vào đấy rồi bà mới cả dở này, em cứ bảo tí nữa bà mới dở đảo nhá. Đó, anh em mình để sang kịp cho nhà ông ngài. Xì ạ. Bảo bà đảo lên xong rồi em cho muối mắm mì chính vào trước đi, cho muối vào. Còn muối không? Cho làm sao này nè, lửa rồi đây kia đấy, rõ kia 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 đây, to toành đây. Rồi cho một canh vào. Giờ nó biết đây, bảo giờ nó biết đảo không? Có một poki, bảo nó nè. Poki, poki nữa, poki nên nó nữa. Bảo xong ra tí no cay à? Nhá. Cái gì nó cay nữa? Mà đo lên nó tàn là xí xí mà nó cứ đỏ. Lư. Có kia ơi. Của nhỏ này. Có đo to. Có mình mình. Có đo to. Bảo mù mù che thôi. Con nó to. Bảo ba. Bà bảo bà rang xong xong là tí nữa bà bỏ ra để bà ăn đấy nhá. Nhá, có đồ có gì xia nó có chảo lên nó. Nhá. Can đủ mất đủ non thua. Mì kia nhá, bảo mà mì kia. Mì sữa. Cho hu hu thì nó không chảo chết con tha cho mình lấy xanh. Nó thua. Nhá. Đảo 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 phát nữa đi. Đây, xì à. Rồi, bảo bà nhá. Có đó đúng không? Được. Không biết đảo không? Mù chê à? Ừ. Đây, xì à. Bây giờ Thắng phải sang, xin phép sang nhà ông ngài. Cho nó kịp giờ, không nó muộn quá. Ông ngài cũng đang chờ. Nói thật là nhìn những cái hoàn cảnh như này chẳng ai là không cầm được nước mắt đâu. Rất là buồn cho hoàn cảnh của gia đình nhà bà cụ với cả giờ này. Mai xì là phải đưa xuống viện, đưa xuống trạm xá. Cho nặng quá em công nhận không? Nguy hiểm chứ. Cái này nếu mà sốt thì còn nguy hiểm hơn nữa. Xe ai đây? Xe của em đây. Thế à? Thế bây giờ đi sang nhà ông ngài kiểu gì? Hai xe tí nữa không về ấy kiểu gì? Em đi đâu? Em về nhà mà. Có bao gì đấy? Lần thao thôi. Bao phần. Không thì thôi ước lại ở đây. Anh mới cả xì lại sang, em lại ngồi đây phục ma đã. Bỏ hết trứng sang bên này, mới cả gà sang bên này cho ông ngài. Đây anh xì. Bà con đây chơi với bọn trẻ con mà về hết rồi. Tối về. Cái này cẩn thận nha anh nhé. Đây là hôm nọ lên ông ngài bảo nói là thích ăn thịt gà nên mới Thắng mới mua.
Ui, ui không được không được đâu, treo đi, nó nhiều cái kia mà. Túi to. Không, anh cứ đi thoải mái bởi vì nó có một lớp ấy rồi, không sợ đâu. Không vớ quả nào luôn mà. Ừ, trái rồi. Giờ anh em chúng tôi đang sang nhà ông Ngài. Đường thì các bạn biết đường sang nhà ông Ngài cực khó luôn. Chỗ những cái chỗ này là phải đi bộ. Trơn, đá trơn. Do cái địa thế bên này chỉ có mấy hộ đi đường sang Đán Dầu 2 và ấy thôi. Mà lại rất là dài. Em có nghe thấy ông Ngài đang nói một mình không? Dạ. Đấy. Đúng, ông đang nói một mình đấy. Đây. Này mới mang gà lên cho ông được đây. Ông gà thì ông Ngài thì ăn gạo hết chậm hơn bên đằng nhà bà cụ. Bên đằng nhà bà cụ ăn hết nhanh lắm. Tại vì là nhiều người hơn. Ông Ngài một mình ăn chậm hơn. Nhân khẩu ít hơn. Một ông ở cuối thôn bên này, một bà ở cuối thôn bên kia đi. Thôn Đán Dầu nó dài hàng mấy cây số. Đi lên Đán Dầu 3 tổng hôm đấy là đi khoảng 27 cây số cả đi lẫn về. Sợ thật. Đo được không? Đo được chứ, theo bước chân đi này, điện thoại này. Thấy chưa? Thấy chưa? Ông đang nói một mình chưa? Đại ca Ngài. Tôi đừng nói gì để xem ông như nào nhé. Tối thế nhỉ? À, ông nhìn thấy rồi đấy. Nhìn thấy đèn. Nhìn thấy đèn cờ lát. Mở cửa, mở cửa. Ôi giời. Ông đang ăn ngô, phải không? Mang gà vào đi. Cái này trắng à? Đây. Rồi. Nư, con nồi đã chiều. Đang ăn gì đấy? Cái gì đấy? Nó mỏ à? Nó mỏ à? Cơm à? Bảo ông ấy nói là gà. Ông hôm nọ ông thích ăn gà mấy trứng. Nó no. Cái o à. Con nó hiểu cái đồ. Ông này còn nghe được hơn bà. Ông này nghe được hơn bà ông, hơn đấy. Ông còn trẻ hơn nữa. Ôi, làm cho ông đi. Bây giờ lấy cái chảo rửa nước kia phải chặt đã. Không để kia là thôi mai ông mình. Tí ông mệt ông không làm. Mệt là nghỉ đấy. Ủa kiến nội chả trừ. Đây được mấy bao ngô kìa, ba bao ngô à? Ông được mấy bao chứ? Tóc dài rồi đấy, lại sắp phải đưa ra phố cắt tóc rồi đấy. Nước mạch còn về không? À, nước kéo về hôm nọ còn về không? Khổ nước rồi. Nước khô rồi. Đây đây, đẹp đẹp, đây đây đây, rút đây. Đây mà, dây nguồn đây mà. À, dây này bắc xuống nhà đây. À, xuống ao cá của anh Hồng á. Đấy. Đây, cọ cái chậu đi.
xong rồi rửa phát là chặt ra, xong rồi rang cho ông ấy. Đấy, cơm canh của ông Ngài đấy. Chém gió phân phật. Chém gió rất ác. Được ba bao ngô. Nọ lên bảo thèm thịt gà. Đấy. May trứng kia có chấu vào rồi, để chấu vào rồi. Không sợ. Chấu vào không để hốt nữa. Ấy, ông Ngài soi đèn đấy. Đấy, phát soi đèn ghê. Rất nhiệt tình soi đèn luôn đấy. Xì hôm nay chế biến hai gà. Rất là nhanh nhẹn, trưởng thôn. Thớt mấy cả ông, cái những cái chảo mấy con dao của ông Ngài này thèm thịt lâu lắm rồi. Rất chăm chú. Mấy nữa, nhưng mà mùa đông rồi không nên cắt tóc ngắn đi đâu, sợ lạnh nhỉ. Lạnh da đầu. Lạnh da đầu người già. Có mú mà. Bóng này hôm nào cũng lau lau cái màn nhìn kia đi cho nó đỡ bị bẩn, nó đỡ đỡ tối. Dầu nó bụi. Chăn của ông này, năm ngoái cho này, năm nay lại nhìn đã nhìn ghê không? Cô dô na. Đồ. Lâu nữa phải lên lầu. Nó cay á. Mà mỏi cô lên lâu. À, đấy. Ông còn biết đặt lên để rang. Xì ông đi rửa thớt biết chặt để lên để rang luôn đấy. Đấy, Ngài không phải đơn giản đâu, phức tạp phết đấy. Ông đang rang thịt gà. Thôi, bây giờ bảo ông là trứng kia để gọn vào nhá. Bảo ông để trứng kia gọn vào mới là thịt gà đấy, ông biết rang rồi. Ông còn biết tự đặt chảo lên này. Anh em mình về không đói rồi. Em cũng về ăn cơm của nhà em. Vợ em đi vắng nên ai nấu ăn cái gì. Anh mới ước ra. Thổi cho ông ấy không, ông ấy không biết thổi. Sợ nó không cháy không. Đó. Cháy lửa rồi. Có mà ôm mà nó nữa. Bảo ông sang xong ăn. Bảo ông xào xong rồi. Hả? Cho khó ăn ông chả tống tàu nữa. Cho khó lộ. Lần này kề cái ngủ. Ôi, cái lúc này bảo
Sao? Ông bảo sao? Vỡ á, có quả vỡ á. Cho chấu vào mà. Cho chấu mà. Không. Làm gì vỡ được. Ông bảo chắc lần nào thôi. À. Đấy, cho chấu vào đây cơ mà. Đúng là làm sao mà vỡ được. Bảo ông yên tâm, không vỡ đâu. Chị tàu. Mù chê à? Ừ, mù chê luôn. Mù chê. Mù chê à? Ờ, đống lúa. Ừ. Mù chê à? Ừ. Ừ. Đảo gà, rang gà. Đống lúa. Ừ. Thôi, chúng tôi phải đi về thôi. Ừ. Tạm biệt ông ơi. Khổ thân. Đán dầu có hại nhà hoàn cảnh nhất là ông ngài bà cụ ấy. Ông ngài thì không có con cái gì nữa cơ. Bà cụ có dở mấy cả cún quây quần. Tối có người nói chuyện, ông ngài toàn nói chuyện mình nha. Đấy, nói kể chuyện đêm khuya. Đấy, đừng nói chuyện mình nha. Rồi, xin kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của tôi. Trên đỉnh Đán Dầu. Ui, dã man. Cây nó tạt vào mặt các bạn. Đấy. Xì nó đi giáp vào cây quá. Nó đi xuống dưới thì nó lại xuống vực. Đường này đi không cẩn thận là rơi xuống vực luôn. Ban đêm rất là nhỏ, nó chỉ được khoảng 40-50 phân thôi, nên là rất là nguy hiểm. Wow, lâu lắm mà không chạy chạy đêm như này. Lâu lắm không được chạy như này. Khoảng 8 giờ tối rồi, ra đến nhà khoảng 9 giờ. Ai giờ. Đêm cũng không phải sướng. Tháng sau nữa, tháng đông, tháng 12 kia còn rét nữa. Bây giờ mới tháng 11 dương thôi. Bắt đầu sang tháng 12 âm dương kia là thời tiết là bắt đầu lạnh lắm rồi. Nhà nhà cần phải có chăn để đắp ấm vào mùa đông. Chỗ này là chắn đời nhất, tôi đi bộ xí ơi. Được, sắp đến rồi. Hả? Sắp hết đường. Ui giời, sắp trôi hết về đằng trước. Ui giời. Ui giời ơi. Không biết là còn quay được nữa không, chạy tắt rồi. Thôi màn. Chỗ đấy là sợ nhất đấy, nhờ. Chỗ đấy con gái ban đêm này không đi được đâu nhờ. Ờ, ban ngày này. Người đang tập lái thì không thể đi được. Thôi, Thắng xin kết thúc cái video của mình ở đây. Trong ba việc giúp chuyển cái số tiền của chị Mai Ngọc đến bà con đã làm được nhà vệ sinh, và mua thức ăn cho bà cụ và ông ngài trong đêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Đấy, nhà văn hóa thôn Đán Dầu kìa, sáng rực kìa. Đấy, mấy chấm sáng ấy là nhà văn hóa thôn đấy, công viên Đán Dầu ạ, đẹp nhất rồi. Ừ. Đấy, công viên Đán Dầu ấy. Úi giời. Úi giời. Ai à, đang quay Canada.
xem camera của ai nét hơn. Wow.